Toyota Camry 2018 có giá bán từ 23.000 USD ở Mỹ. Mẫu sedan hạng D Toyota Camry 2018 vừa được ấn định giá bán từ 23.495 đến 34.950 USD tại thị trường Mỹ. Gần nửa năm sau chính thức ra mắt, Toyota Camry 2018 vừa chính thức bán ra ở Mỹ. Camry với động cơ xăng có 7 phiên bản cùng mức giá 23.495 đến 34.950 USD. Trong khi đó, Camry Hybrid có 3 phiên bản, giá bán từ 27.800 đến 32.250 USD. Mẫu xe du lịch bán chạy nhất ở Mỹ trong 15 năm qua, hiện bước vào thế hệ thứ 8. Toyota Camry 2018 dựa trên nền tảng TNGA, từng được áp dụng trên dòng Virus và GSA. Ngoài một số cải tiến về ngoại thất, nội thất của Camry 2018 được trang bị hệ thống thông tin giải trí Entron 3.0, các model với động cơ V6, còn hỗ trợ hệ thống điều hướng Connect Navigation Cloud, hệ thống thông tin mới với các tính năng đáng chú ý như điều khiển để khởi động động cơ hay mở cửa, tình trạng hoạt động, phát Wi-Fi. Các lựa chọn động cơ bao gồm bản 4 xi lanh dung tích 2.5 lít, hoàn toàn mới cho công suất tối đa 206 mã lực và mô men xoắn cực đại 252 nanomet. Động cơ này cũng sử dụng kết hợp ở phiên bản Hybrid. Ngoài ra còn có động cơ V6 3.5 lít công suất 301 mã lực và mô men xoắn cực đại 362 nanomet. Cả hai bản máy xăng đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp, trong khi bản Hybrid là bản hộp số CVT. Một số trang bị an toàn như hệ thống cảnh báo va chạm, kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn. Thiết kế mẫu sedan phân khúc D thay đổi đáng kể, tăng thêm tính khí động học cho xe, đồng thời Camry 2018 còn được cải tiến hệ dẫn động. Dòng xe Camry là một trong những ông vua phân khúc D nhiều năm qua tại Mỹ. Dù nhận nhiều chỉ trích về trang bị nghèo nàn so với đối thủ, dòng xe này vẫn không thất thế. Ở phiên bản mới, hãng xe Nhật Bản đã tiến hành nâng cấp đáng kể cho Camry. Song có những điểm Toyota vẫn còn khá bảo thủ. Cụ thể, nhiều hãng xe đã dần bỏ động cơ dung tích xi lanh lớn, nạp khí tự nhiên, nhưng Toyota vẫn giữ nguyên trên Camry 2018. Khách hàng vẫn có cách lựa chọn động cơ 2.5 lít, V6 3.5 lít, được tinh chỉnh và phiên bản Hybrid. Động cơ mới của Camry đi cùng hộp số tự động 8 cấp, được phát triển dựa trên nền tảng kết cấu mới của Toyota. Camry thế hệ mới được công bố đem ra thoải mái và ổn định cao hơn cho người dùng. Theo hãng xe Nhật Bản, mảng sedan phân khúc D sẽ có trải nghiệm lái thú vị hơn. Bên trong cabin Camry 2018, trang bị hệ thống thông tin giải trí Toyota Entron 3 với các kết nối Android Auto và Apple CarPlay, kết nối Wi-Fi đủ dùng cho 5 người. Một chiếc Camry 2018 sẽ được bán chính thức vào mùa hè năm nay với 4 phiên bản LE, XLE, SE và XSE.